Thưa quý vị, tuy tình hình kinh tế chung trên toàn cầu vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng riêng tại Việt Nam, các doanh nghiệp Anh vẫn lạc quan trước triển vọng phát triển của Việt Nam. Đây là nhận định của ông Nick Holder, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam BBGV, trong chương trình chào mừng 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng 6 vừa qua. Sự kiện chào mừng 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh vừa qua do BBGV, Đại sứ quán Anh, Tổng lãnh sự quán Anh, hợp tác với Hội đồng Anh và Trường Quốc tế Anh tổ chức. Hiện BBGV có hơn 400 doanh nghiệp thành viên, bao gồm các doanh nghiệp Anh và các doanh nghiệp có mối quan hệ hợp tác với Anh. Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 4 năm 2012, vẫn chưa có thêm dự án mới tại Việt Nam của doanh nghiệp Anh. Nhưng tính đến thời điểm đó, cũng đã có thêm 20 triệu đô la vốn đăng ký tăng thêm cho các dự án hiện đang có ở Việt Nam. Mặc dù tình hình vẫn còn khó khăn trên toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Các doanh nghiệp Anh rất lạc quan tại Việt Nam và chúng tôi thấy được triển vọng tăng trưởng của thị trường. Theo tôi biết thì hiện cũng đang có một số công ty của Anh muốn gia nhập vào thị trường Việt Nam. Hiện ông Nick Holder cũng đang nắm giữ vị trí giám đốc tài chính của tập đoàn bảo hiểm Prudential.